Ông Đô Nghiêm Đình Cảnh xin giữ, ông Đô Bùi Mạnh Thường xin hòa theo. Đề nghị hai đô chuẩn bị trang phục. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở giải 3 giữa kiện tướng quốc gia Đới Đăng Tiến, người trung màu Nhị Thắng gặp ông Đô Nguyễn Tiến Công Sóc Sơn xin vào theo. Đề nghị hai đô nghe hiệu lệnh chọn tài chống làm thủ tục xe đài. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Ngoài rồi. Vâng, ngoài rồi. Ông Đô Phú Xanh chỉnh đốn lại trang phục. Nhìn bằng mắt thường chúng ta có thể thấy ông Đô Đới Đăng Tiến, người mang phố xanh. Chưa. Vâng. Trọng tài xác định vừa rồi là một tình huống thực hiện bên ngoài. Chân của Đô Đới Đăng Tiến đã ở ngoài vòng rôn đỏ. Vâng, mời hai đô tiếp tục vào giữa sới. Về với lễ hội qua năm được thua vui vẻ, những tình huống nhạy cảm ban tổ chức sẽ cho các ông đô thi đấu tiếp tục. Mời hai đô tiếp tục. Ngoài rồi. Ở giải nhất, ông Đô Nguyễn Hồng Kỳ Sới Vật Linh Bình nhất thắng, chưa có đô nào bật theo. Ở giải 2, ông Đô Đỗ Minh Tuấn Sới Vật Đông Anh nhị thắng, chưa có đô nào bật theo.
đô phố xanh chỉnh đốn trang phục. 12 đô tạm nghỉ ít phút. Xin mời đô Nguyễn Công Minh sẽ vật tặng My Lam Hồng về bàn ban tổ chức. Ban tổ chức gọi lần hai. Sau khi ban mấy đô bắt tay nhau, trận đấu tiếp tục. Sau khi ban tổ chức đã gọi quá 3 lần, không có xuân giới nào vào theo đội của đô Bùi Mạnh Thường, câu lạc bộ Vận Đà Lội, ban tổ chức xét thấy ông đô Bùi Mạnh Thường có đủ đức đủ tài, và trong năm 2018 ông đô Bùi Mạnh Thường cũng đã ghi tên mình vào bảng vàng quan âm toàn thắng ở giải nhất. Năm nay về với hội, ban tổ chức chấp thuận cho ông đô Bùi Mạnh Thường có thể tham gia vào tranh tài các nội dung thi đấu giải giải nhất, giải nhì. Ở giải trai xã trị giá 5 triệu đồng chưa có ông đô nào vào theo. Vậy một lần nữa đề nghị các đô của xã Bảo Hồng về bàn ban tổ chức đăng ký giữ giải trị giá 5 triệu đồng. Ngoài rồi, rất khó khăn cho ông đô Đới Đăng Tiến để nghe đô chỉnh đốn lại trang phục. Mời đô tiếp tục. Ở giải nhất ông đô Nguyễn Hồng Kỳ sới vật Linh Bình nhất thắng. Vừa rồi ông đô Bùi Mạnh Thường đã về bàn ban tổ chức xin phép dỡ giải nhất. Xét thấy ông đô Bùi Mạnh Thường có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia tranh tài giải nhất, ban tổ chức chấp thuận cho ông đô Bùi Mạnh Thường vào phá giải nhất. Đề nghị hai đô chuẩn bị trang phục. Vâng, ngoài rồi. Mời hai đô tiếp tục. Hai đô đều đã rất thấm mệt. Kính thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương, để có một giải vật truyền thống thôn Quân Âm xã Bảo Hồng thành công, đó nhờ vào sự lưu tâm, tài trợ cũng như ủng hộ của rất nhiều các cá nhân tập thể đã lưu tâm công đức cũng như ủng hộ vào lễ hội cũng như giải vật nói riêng. Sau đây ban tổ chức trước xin được thông qua các nhà tài trợ. Ông Nguyễn Thanh Quý, tức ông Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng, tài trợ 6 triệu đồng. Ông Phan Văn Sáng, trai làng Quan Âm đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tài trợ 10 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Quyền, giám đốc công ty nội thất Kelly, tài trợ 5 triệu đồng. Anh Phan Quang Đoàn, tài trợ 1 triệu đồng. Anh Nguyễn Đương Nhật, tài trợ 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Cường, Hội đồng Liên 1981, là trai làng Quan Âm, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc, tài trợ 2 triệu đồng vào giải vật. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn
Các nhà tài trợ xin được chúc các nhà tài trợ cùng gia đình bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng mời ông Nguyễn Văn Cường, nhà tài trợ, trở về bàn ban tổ chức. Bằng một kỹ thuật sang sau nhưng để hơi ngại chân. Và như vậy, thắng thua đã rõ. Xin mời hai đôi vào giữa thảm, chúng tôi công bố kết quả. Trong thể thao là như vậy, lấy nhu tại cương. Và như vậy, bằng một kỹ thuật cóng, ông Đô Đới Đăng Tiến, người trung màu toàn thắng giải ba. Xin chúc mừng ông Đô Đới Đăng Tiến và xin chúc mừng sới vật trung màu đã lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách bảng vàng quan âm. Xin mời hai ông Đô của giải nhất, ông Đô Nguyễn Hồng Kỳ và ông Đô Bùi Mạnh Thường.